Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin review cho các bạn file KMZ 63 tỉnh thành, trong đó review bản đồ quy hoạch của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nha. Rồi tôi mở lên. Đây. Thấy không? Nhìn tổng thể đa số đất ở, đất khu công nghiệp, các bạn thấy nhiều. Bình Dương đa số công nghiệp. Đây có cái đầu năm, có phần đất nông nghiệp khác đây, các bạn nhìn thấy không? Rồi tôi zoom nhỏ cho các bạn xem này. Đây. Đó, các bạn xem không? Rồi cảm ơn các bạn lắng nghe, chúc các bạn xem một hoạt thành công nha.